Xin chào tất cả mọi người, hiện tại là 5 giờ sáng. Hôm nay mình dậy sớm để cho heo ăn xong rồi mình còn đi bắt heo nữa. Đây, cái xô này hiện tại là 5 cái cám đó. Mình xúc 5 cái cám, rồi đổ vào chảo. Xong rồi mình đổ thêm miếng nước nữa. Đổ thêm miếng nước nữa. Mình đảo đeo lên nha, đổ xong rồi. Rồi mình đảo đeo lên. Đeo lên trộn cho nó nước tan vào nước. Cám cám gạo nha. Quấy đều lên. Nó khỏi con cục. Đeo xong rồi mình lấy cái trời nhẹ đây. Mình quấy ẩn trò này. Đó, mình đụng lửa. Mình đụng lửa bằng lá dừa nha. Đấy, lửa lên xong khói lên rồi. Đấy, mình ráng là lâu lâu mình đảo gà nha. Nó khỏi hết lực, hết đáy nồi. Đấy, đảo cái họ khét đáy nồi. Sau đó thì mình vô mình múc cám, múc cái hai gạo cám đấy. Một gạo thì gạo thứ hai nữa, một xô chút thôi. Bọn mình xe rùa, cái xe rùa này hồi nãy mình xúc cám từ cái chảo ra nhá, để mình đổ cám xô cho nước mình ngâm. Chú nước mình cho đàn heo ăn. Bữa là cho đều. Sau đó mình quay lại, mình kiểm tra xem qua cái nồi có sôi chưa. Có sôi rồi, mình châm thêm củi nữa. Rồi mình chuẩn bị để cái nắp vào nha. Châm thêm củi để nắp vào. Rồi để đó, mình đi làm việc khác. Mình lại chăm chục tuần heo. Đếm cho bà xuống việc sáng sớm ngủ thời với heo này. Đấy. Đây cả chục này. Quá. Đây. Chục mày đó. Dạ. Đây này. Đây nữa. Đây. Nè. Cái này mới lạnh nhá, không có thả. Nó còn đọc cái này. Đây còn còn nữa. Cái này mới tắt mẹ, con được tháng rồi. Mới bỏ đọc xong, không thả, một chuồng ngoài. Đây, chua nó ngoài đi. Ngoài đi, tao chọn nhập ở trên đường tao chọn. Nè, cái này mình bảo hết rồi nhá. Bụi trống hết rồi. Rồi, mình dọn đẹp cho mình, có thể cho các bạn xem nha. Mình chai phân heo, bột bao. Bột bao xong rồi mình bỏ cho dừa nha. Nhà mình không có xài bioga thì chưa có điều kiện nha. Sáng sớm có việc làm liền. Đây, chưa kịp quay heo cho các bạn, xíu nữa mình chỉ cho các bạn xem cách xem phân nhá. Sáng sớm mình thả heo ra, mình xem phân coi heo cội như thế nào á, thì mình biết cách con nào mà phân heo là phân phải có khuân nhá, chứ không có khuân là mình phải chỉnh lại thức ăn giảm cám đi. Ok, hôm nay mình sẽ đóng lại cái đầu này cho các bạn xem nhá. Đầu xịt này, đầu xịt áp lực này, đây mình có tất cả cho bạn xem này, cái đầu này á, đầu để flash lên cho bạn xem này, đây. Các bạn mua đầu nhớ nhá, là cái đầu đầu motor kéo này, nó phải tầm một ngựa rưỡi nhá. Cái đầu này á, các bạn nên mua cái đầu nào tầm ngoài 2 triệu nhá. Hiện tại mình đang cái đầu cũng mất Kasumi, mình mua Amacon không có nên mình lấy đầu này, lấy tí sứ nhá. Đây, các bạn mua giờ nên mua tí sứ, đừng có mua tí inox nhá, xài nhợ lắm. Bữa mình có cái đầu inox này này, xài 3 cái thôi nè, mua 3 cái 3 triệu còn xài được có hơn năm là hư hết 3 cái. Mình chỉ có đầu này hồi đó mình mua là 2 triệu mấy.
Giờ cái đầu này mình sẽ cắt nó ra nha, cắt tia này, bỏ ra, bỏ ra đi, rồi mình đóng lại. Đây, đầu này mình đóng có sẵn đây. Đây, đầu đóng đây. Đây, khuôn đóng đây. Mình đi đóng ngoài nhiều quá, riết riết rồi. Cái tiền gì đóng mắc quá, thôi tự mua về tự đóng luôn. Nó chả có nhiều hết đấy, cái đầu này hình như có 140 à. Đây, đầu này có 140 rồi. Đi nhé, đúng chiều nhé, thắt đúng chiều nữa nhé. Đây, đầu này 140 này. Mấy cái đầu đồng này đóng dây như có cặp như là có mấy ngày này. Lưu ý nhé, khi nhà bạn đi mua cái đầu này ấy, thì nhớ mang cái cắt khúc này này, mang ra chọn vô thêm coi thử coi nó có vừa không, chứ lỏng quá rồi về đóng ấy. Nè, nguyên nhân này lỏng quá nó về đóng này. Còn cái đầu này đầu xoay nhé, đầu này này cục con trắng nè, cục xoay nhá, nè giờ để làm chi, khi mà mình kéo dây nó xoắn ấy, nó tự xoay luôn, mình khỏi phải xoay. Là cái đầu đầu xịt này này ở dưới mình ấy, nó quấn rất nhiều đầu, bạn nên lưu ý nhá, mua đầu là một này, mình chỉ cho này, đây có số đàng hoàng này, nên nét lại cho bạn xem này. Không nói được, cái đầu này ấy, là 1 ly 2, 1 ly rưỡi, 1 ly 8, 2 ly 22, máy mình một ngựa mình sẽ trùng heo như lượng rất nhiều, thì mình cần 1 ly rưỡi đến 1 ly 8. Hiện tại đầu này là 1 ly rưỡi nhé, mấy bữa nữa mình sẽ đi mua đầu 1 ly 8 để làm chi cho nước nó ra nhiều hơn chút xíu chứ. Rồi ok, giờ mình cắt ra rồi xíu nữa mình coi cho bạn xem nhé. Đây mình đã gỡ xong rồi, chỗ đầu mình đóng nha. Rồi gỡ xong rồi mình gỡ đầu này ra luôn nha, em chi cho dây đóng. Hôm nay mình để trong đây á, là mình gỡ này ra cho nó dễ này. Đây nhét vô vừa nhá. Đây coi mình xem này. Ok, giờ mình thì mình đóng nha, mình đóng xong rồi cho các bạn xem. Xong mình đóng đây, đây đi, đây đây, vì không để thì mình lấy lẻ tiếp mũi nữa. Đây thì là nó hư tiếp, cái đầu mình đóng nó hơi sâu, đóng cái tới lắm, không biết là nó kẹp hai đầu vô chứ nó cái mẹ nó hay, nó hư hay bị đâu ngoài, mình xài mồm xài mới biết chứ, chứ tiện đâu nói mẹ vô. Ok, mình đã làm nhá, chứ khi mình đặt cái đầu này vào bây giờ thì mình xài được nhá, thì còn thấy mình có những cái số những đầu này, những cái đầu này thì mình cái đầu vô mới về, nên mình cái số mình sẽ bật máy lên, lúc này nó cắt nó ra, mình chỉ còn cái đầu này, mình thu xíu quá, lớn lớn đây rồi thì mình chụp cái đây mình thôi, rồi mình xuống cũng như vậy xem nhá. Đây này mình có móc này, cái đống này là đống cát đá mình làm bẻ lọc này, bẻ lọc vữa nó đây này. Giờ mình vô nước máy rồi thì mình ngưng, mình không có xài bẻ lọc nữa, mình sẽ đổ ra, tại vì cái này hơn một năm trời rồi, mình thường một năm mình sẽ thay một lần. Giờ cái này mình vô nước cây nước máy bên tận vô rồi, nên mình xài hai lạng nước, nước máy lên mồm cho heo uống, còn nước mà trong cái mình xây cái bể này mình xây như là 6-7 khối vậy. Đây mình để mình rửa, tắm rửa giặt đồ quần áo với rửa đấy với bạn vật nhá. Đây. Ok, giờ tôi định xả ống nước. Đây, bình nước xả nhá. Xả cho nó đẩy một cái dơ ra ngoài. Chút xíu thôi. Rồi, xong mình tắt vậy thôi. Nè, mình tắt nè. Đấy. Ok. Đây, mình đã ráp xong rồi. Ok rồi. Nói chung là không đẹp như ngoài tiệm đóng thôi, nhưng mà được cái là luôn luôn có đồ sửa. Ok, tiếp tục mình đi cái này, đầu này đầu móp nhé, 350 một bộ này, rất là tiện nhé. Bạn nên đi mua về xài, nếu mà xài đầu này thì mua đầu này rất là tiện. Ok, nãy mình nói là hút phân thì mình đi xem phân. Đây, đây hiện tại có con heo này, cái này là trai này heo, là mẹ này heo lai, cho con mẹ này F1. Con này là con duy nhất, heo nái duy nhất ở trong chuồng heo mình, là con heo có máu cao nhé. Hiện tại giờ heo mình là hết ở trong bụng heo lai rồi. Con này con duy nhất thế này, để mình xem coi nó để ra thế nào. Trong con khéo thì mình để, mình không khéo mình chốt theo loại nhé. Phần phải tự nhá, phần phải khô, có quân thì heo sẵn luôn mới đẹp. Khi mà heo đi phần lỏng này thì phải cắt kém lại đi nhá, cắt kém nó ít lại, phần mình vẫn tốt. Ok đấy, dạng heo không mập. Ok, này heo mang bầu đấy nha bạn, chúng nó cũng bầu nhé, này cũng sắp để lên hơi rồi, rồi ai, như khoi, ừ, nha, yeah. Chăm heo các bạn xin rửa nhé, rửa vậy thì mỗi một chiếc thuốc thì đang dễ, rồi mỗi chiếc thuốc dễ lắm, nha, yeah. Rồi,
Okay. Tiếp tục chúng là chú heo đẻ nhá, mình mới tắt cái sữa xong. Con heo mẹ, con heo máu cao lông lá, mình có clip của nó, mình xuất heo loại về Bình Dương rồi cho anh em mổ chợ rồi. Còn đây là bầy heo con, hiện tại mình đã bán hai con về khu công nghiệp Giao Long, và con heo mẹ này nuôi con không khéo đẻ chết ba con của mình, nó mình để lên chuồng này, này nó đẻ xong đẻ chết mất ba con heo con của mình, đẻ 10 con đẻ chết ba con, 7 con, hai con vé một cặp về khu công nghiệp Giao Long cho họ nuôi ăn thịt, còn 5 con mấy bữa nữa mình giao về mổ cày. Đây, mình không giấu giá nhá, tại giờ heo mình bán tại trại, giờ mình giao hiện tại là tầm từ giao động từ 800 đến 1 triệu một con, giao động nhá, 800 đến 1 triệu với tiền ship nữa, tùy xa gần nữa, gần gần thì mình ship được chứ xa quá mình lại xin tiền tiền xăng xe đấy chứ. Đây, 5 con heo con, bọn này đã ngoài 2 tháng tuổi rồi nha bạn nhá, mình nuôi 2 tháng, ngoài 2 tháng mình mới cai sữa. Mình cái sữa tặng chuồng mình đẻ luôn, mình nuôi cho nó cứng đấy, 1 tuần đến 10 ngày 10 bữa gì đấy rồi đấy mình lấy xuất bán đấy. Đấy, hơi nhát tại vì mình ít ra rờ lắm, mình rờ con mẹ mà chết thuốc mà, chứ heo con mình không có rờ. Đây, 5 heo con mình bị về thị trấn Mỏ Cày, mình ở huyện Mỏ Cày Bắc nhé, còn heo là huyện Mỏ Cày thì dưới mình mười mấy cây nữa. Đấy, 5 con, mấy bữa nữa sẽ đi. Còn một con đâu rồi? Đây, con này mình bắt đi bắt heo nhà dân. Còn sót con hai con mình mua luôn. Mấy bữa nữa mình quay. Này, mình thả đây làm chi? Đấy, con này thả đây ấy, nó có lý do nó cả. Này, mấy con heo con ăn cám này. Cám mình đổ đây. Nó vừa bán nó rớt, nó xuống đây. Đấy. Thì con heo kia, con heo ở ngoài ấy, heo ngoài này, đấy mình quay cho các bạn ấy. Này, đấy, công việc của nó là ăn sạch cám một dưới. Đấy, đâu tốn tiền cám, con đó mình đâu cho ăn đâu, cám heo con rớt bao nhiêu là nó ăn ở dưới hết bấy nhiêu à. Đó là cái mẹo chăn nuôi đấy, đâu tốn tiền cám mà heo vẫn lớn. Đây, quay heo vẫn lớn, cứ cám tí mình cho ăn bao nhiêu là xuống đây, rồi ok. Ok, rồi sáng rồi. Thì mình nói cho các bạn là nguồn gốc giống con này nhá. Con đây, cha nó là một con heo rừng. Rừng lai đừng lạc gì mới sao là đẹp, lông lá đẹp, chân tay chuẩn được nhá. Mình không quan điểm đừng lạc không lạc, mình quan điểm là con được nó chuẩn, chân tay đẹp, mồm má đẹp như thế này. Đấy. Là mình làm giống được rồi, chứ không cần đừng lạc gì đâu, cần heo chuẩn nữa. Nhìn nó đẹp là ok. Đấy. Tiếp đến là một con heo rừng lai. Heo rừng lai thì nếu con được đẹp chuẩn nhảy với con heo rừng lai thì ra con mẹ, thì ra con nó, sau đó mình nuôi lớn lên thì lấy con nó mình nhặt cho mình cho bơm với tinh đun đốc, tinh heo trắng này, tinh đun đốc thì ra bảy heo con thế này. Đây, đây toàn bộ là bơm tinh heo đun đốc vô cho heo nái rừng lai rừng nhé, lai rừng nhé, thì nó ra bảy heo lai này mình sẽ cho nhảy ngược lại với con đực này, cái chuẩn đực này là đực mình đổ nhá, chứ không phải này nhá, ví dụ dễ hiểu thôi. Đấy, mình cho nhảy cái đực chuẩn khác, cái giống khác về mình cho nhảy bầy này để em chỉ cho họ chung kết. Thì ở đây heo con cực kỳ bạn nhá, cực kỳ nhanh lớn luôn, mấy bữa nó đẻ là mình coi cho các bạn xem, mình có video về con heo này đẻ rồi, các bạn thấy một tháng trời lên được mấy ký, 7-8 ký là chuyện bình thường, tại vì tùy vùng tùy nơi nhá, mình vùng mình là heo quay cực kỳ mạnh nên mình sẽ chạy hàng nào hàng heo quay sữa. Đấy. Rồi khi nào mà nó đẻ đái rồi mình sẽ quay tiếp cho bạn xem. Rồi mình sẽ xịt tiền cho bạn xem nha. Mình xịt chỗ nào mà heo ỉa phân với đái với các bạn nha. Rồi. Mình chỉ đợi chút xíu này thôi. Rồi, tôi sẽ cắt cái xe này. Mình chỉ đợi chút xíu là chỗ này là heo nó đi phân này. Đấy, với tiểu. Đây. Làm mình tắt máy nha. Ok vậy thôi. Rồi mình tắt máy. Rồi. Mình xong nhá. Ok, sạch sẽ, rồi mình cho ăn. Đây nè, mình xịt y như mình nói, mình xịt chỗ nào cũng phân thôi. Chúng ta nước để khô cho heo nằm, cho khỏi ho, khỏi bận. Chỉ xịt những chỗ nào heo đi phân đi tiểu thôi, chút khi bữa thôi. Hôm nay để khô để sạch cho heo nằm. Rồi, tiếp tục mình xịt qua game, xịt cái sân kia nha. Chút xíu à, rồi mình cho ăn. Xong, mình đã dọn xong.
Mình chỉnh sửa những chỗ nào mà heo đi phân, đi tiểu thôi nhá. Rồi heo nằm sọc sạch sẽ rồi, những cái nằm dơ quá thì mới rửa chuồng thôi như này này. Đây, được, có được chuột xem này. Đấy, được đấy. Được này mới được chuột nhá. Lông lá ok này. Đấy. Đang thay lông các bạn nhá. Heo đang thay lông này. Mình nó lên lông thấy bờm thấy ghê. Đấy, ok. Và mình cho ăn nhá. Đây. Cám tập ăn heo con. Mình sẽ đổ máng. Ngày nào bạn nào mà rảnh rỗi á, ngày cho 7-8 bữa nhá, cho ý một thôi. Đây, mình cho ăn tập này 5 con. Đấy. Ăn rớt thì con dưới nên ăn. Mình đổ nước cho nó uống. Nước để sẵn đây. Mình cho nó uống. Mày cũng gáo nước này. Đấy. Cái một cái nó gáo nước trên đây. Đấy. Xếp góc nó khỏi đạp. Rồi, đi về chuồng nè. Ê. Cho ăn. Đi. Về chuồng. Đi về chuồng. Rồi, ô nào về ô đó đi. Vô. Này vô chưa? Ok, đợi xíu cho ăn nha. Đi vô đâu rồi? Ok, đóng cửa. Đi. Ô, mình về đi. Mình về ô của mình. Tới giờ anh là tới biết vô chuồng à? Ok, chúng ăn nhá. Mình nói lại nhá, tùy từng nơi mà mình cho điều kiện cho ăn. Mình đây ấy, là cám gạo với cám số. Cám gạo ấy, thì tầm chỗ này ấy, tầm 500g gạo mình nấu lên. Mình nấu lên sôi. Xong rồi mình để đó. Mình trộn. Rồi mình trộn thêm 2kg, tầm hơn 2kg cám số nữa mình trộn vào đây. Mình cho ăn nước kiểu này. Tại vì sao? Tại vì heo mình nuôi heo nái. Mình đánh heo con cái sứa, heo lắc nên cần độ mỡ tùy mỗi vùng các bạn nuôi để mình cho ăn, gọi thức ăn riêng nhá, chứ không phải là chúng cho nước là tốt đâu. Mình cho ăn nước này là gì? Heo mình nhớ là heo nái, với hai nữa là mình heo cái sứa. Mỗi con mình sẽ cho ăn tầm 2 gạo thế này. Đấy, một xe đồ này cho ăn 10 con nhá, mỗi con 2 gạo, một là bữa chia làm 2 bữa, sáng bữa chiều bữa. Rồi kem mình cho ăn nhá. Cho ăn trong một chén xe rùa trong nước nha. Rồi, một số nước bê nước nha. Mình cho 10 con heo uống. Thường thường là mỗi con 1 gáo này luôn. Tùy nhá, tùy heo mỗi người, mỗi nơi, mỗi điều. Mỗi chỗ mỗi khác nha. Mình cho uống nước quen rồi. Và mình cho 1 ngày 2 lần như vậy. Sáng một ăn xong 1 lần, chiều ăn xong 1 lần như thế này. Đấy. Mình không có cho uống nước tự động. Ok, giờ mình cho uống nước nha. Mình cho uống xong rồi. Kiểm tra xem coi. Thể trạng heo coi. Vậy vừa chưa? Này hơi đói này. Mà nó mới nhảy nên mình cho ăn ít nhá. Chứ không phải là mình không cho nó ăn đâu. Con này cũng mới nhảy con này. Cho ăn ít cho đậu thai cái. Con này em này thì ăn bao không biết bao nhiêu cho đủ hết. Dụ em này. Thôi em ơi, gì mấy còn ăn đi em ơi. Đòi gì nữa. Rồi. Kết thúc buổi sáng cho heo ăn. Nếu mà không quay video ấy, thì mình tầm 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng là mình làm xong cái công việc này. Rồi mình đi chạy xe heo ha. Để mình quay quá trình đi mua heo rừng la nó sẽ như thế nào nhé. Rồi chào tạm biệt các bạn. Các bạn ở tập tiếp theo.